Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình chuyên mua bán xe cũ, máy tính bảng gỗ rẻ. Và hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm giá cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Thì các bạn ưng ra sản phẩm mình, các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng, hoặc các bạn để đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối hôm nay thì bên mình lại về được là LG V60, hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là hai màu. Con LG V60 ThinQ 5G này thì là phiên bản màu, con này là màu trắng sữa các bạn nhé. Con này là màu trắng sữa. Màu này các bạn chỉ lau thôi là sẽ sạch, rất là đẹp các bạn nhé. Và màu thứ hai con này thì là gì nhỉ? Con này thì là màu coi như là xanh xanh các bạn nhé. Đây, màu xanh xanh, nói chung là xanh nó kiểu là xanh kiểu xanh như ngả ngả đen đen các bạn nhé. Đấy, màu này xanh cũng là rất là đẹp các bạn nhé. Thì nên là hàng siêu thị thanh lý nó sẽ là có cái như là mã code QR và mã vạch này, và tên máy và bộ nhớ máy, và nói chung là series máy các bạn nhé. Thì là sản phẩm LG V60 ThinQ 5G này thì mình sẽ giới thiệu sơ cu qua về cấu hình chi tiết cho các bạn. Đây, con này thì nó đang hết pin thì mình sẽ giới thiệu con này nó nhiều pin một tí các bạn nhé. Thì con này thì là cấu hình là cực kỳ là khủng các bạn nhé. Đây ạ. Màn hình con này của nó là tràn viền đấy, 6.8 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+ các bạn nhé. Và con này là chạy chip Snapdragon là 865. Chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng được cực kỳ tuyệt vời, được cái màn hình nó cực kỳ to các bạn nhé. Màn hình của nó là 6.8 inch đấy. Và dung lượng pin con này dưới pin cực kỳ là trâu bò. Ở cái sản phẩm là LG V60 mình rất là thích, tại vì pin của nó là pin 5000 các bạn nhé. Dung lượng pin con LG V60 này, pin con này của nó là pin 5000, nói chung là pin 5000 các bạn dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Một ngày là xa xả là cực kỳ là ok các bạn nhá. Và thứ hai là về ngoại hình con này. Ngoại hình con này thì là hàng siêu thị thanh lý, 7 tủ kính nó sẽ là khác các bạn nhá. Máy thì ngoại hình là đẹp leng keng các bạn nhá. Bọn này thì là ngoại hình thì là máy đẹp là leng keng các bạn nhá. Đây, hôm nay nhà mình là về được hai màu các bạn nhá. Ngoại hình đẹp leng keng luôn. Sản phẩm này thì là mình thì cũng chưa bán lần nào. Lần này thì mình là bán đầu tiên các bạn nhá. Thì mình sẽ vào coi như là cái mục giới thiệu chi tiết cho bạn, coi như là sản phẩm là LG V60 5G này, là ThinQ 5G này như thế nào các bạn nhé. Đấy, tên máy là LG V60 ThinQ 5G. Đấy, và con này thì mình sẽ xem cho bạn là bản Android bao nhiêu các bạn nhé. Con này đã được lên Android 11, là Android mới nhất rồi các bạn nhé. Nên là các bạn có nhiều cái trải nghiệm mới nhất. Và cấu hình con này của nó là phiên bản của nó là RAM 8GB. Đấy, được cái là RAM 8GB. RAM này các bạn chạy đa nhiệm thì cực kỳ ok và cực kỳ tuyệt vời, rất là nhanh. Và bộ nhớ trong con này là phiên bản của nó là 128GB. Đấy. Thì được cái là trang bị của nó là chip rồng là chip 865. Nói chung là chip rồng thì các bạn khỏi phải chê luôn. Chip rồng các bạn gánh game là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là quá tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ test thử qua cái phần coi như là đây. Đây con này thì là hỗ trợ coi như là mạng 5G luôn các bạn nhé. Đấy, con này thì là hỗ trợ coi như là mạng 5G luôn. Các bạn coi như là ở vùng nào các bạn có mạng 5G các bạn coi như là trải nghiệm sóng coi như là 5G mới nhất luôn, nên các bạn rất là sướng. Về camera con này thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, camera con này thì là có quay coi như là camera con này có quay cái chế độ coi như là mình sẽ chuyển sang video. Video có chế độ là quay 4K các bạn nhé. Đấy, Full HD này, Full HD HD. Đây, có quay vào 8K các bạn nhé. Đấy. Có chức năng coi như là quay 8K các bạn nhé. Đấy. Đây ạ. Con LG V60 này có hỗ trợ coi như là chức năng coi như là quay 4K này. 4K 60p này và 8K nhé. Đấy, mình sẽ chỉnh sang 8K luôn. Nói chung là quay sang 8K là các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Đây. 8K. Đấy, quay 8K thì nó nét lắm các bạn nhìn ngoài thì nó nét cực luôn. Nét kinh khủng luôn. Về cái phần camera này, rồi thì mình sẽ sang phần hình. Đấy, phần hình camera thì các bạn khỏi phải chê luôn. Camera của nó cực kỳ đẹp luôn. Màn hình của này nó quá đẹp luôn các bạn ạ. Đấy. Về cái phần camera của nó cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Đây là có chụp coi như là toàn cảnh cửa hàng mình này. Đấy, các bạn nhìn này, đây là toàn cảnh cửa hàng mình. Camera của nó là full màn hình, cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Nói chung có bọn này thì đáng đồng tiền bất gạo các bạn nhé. Đấy, camera con này là full màn hình, cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào coi như là chế độ camera thường. Các bạn nhìn chưa? Cái biển của mình là nét căng luôn này. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn zoom gần là không bị vỡ hình này, mờ hình nhá. Nhìn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, camera con này thì khỏi chê luôn. Quá là sắc nét các bạn nhá. Đấy, camera thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Camera trước của nó cũng là nét căng các bạn. Đấy, nét căng căng luôn, sướng lắm. Cũng có là cũng như là chế độ full màn hình này. Đấy, các bạn chụp full màn hình thì cực kỳ là sướng, góc rộng, rất là rộng các bạn nhá.
Đấy, về cái chế độ camera của nó rất là đẹp luôn. Camera của nó thì giống như là con S10 5G lắm. Thiết kế coi như là giống ít nhất con S10 5G, cũng bo tròn, nhìn rất là xinh, rất là đẹp. Nhưng mà cảm giác mình thấy cảm giác bọn này là rất là bóng các bạn nhé. Bọn này nhìn máy rất là bóng, rất là sáng các bạn ạ. Rất là sướng luôn. Về cái phần màn hình của nó thì mình sẽ vào coi như là cái phim coi như là 8K. Mình sẽ xem cho bạn. Đây, mình chưa kết nối wifi. Mình sẽ vào coi như là nghe nhạc, xem phim. Mở khóa thì con này thì nó sẽ vuốt lên nhiều khi nữa. Ấn hơi đấy. Dấu vân tay này. Mở khóa của nó thì mình sẽ xem tính năng mở khóa, có những tính năng mở khóa gì các bạn nhé. Mình kiểu mở khóa của nó thì là có khuôn khóa là dấu vân tay thôi. Khuôn mặt thì là mình chưa thấy. Con này thì là tùy biến thành mình khóa này. Mình thấy chỉ con này chỉ là có như là mỗi là dấu vân tay các bạn nhé. Đấy, chỉ mỗi dấu vân tay. Còn chức năng khác thì mình chưa test hết. Tại vì mình vừa mới về con này xong. Đấy, mình review mà thiếu thì mong các bạn thông cảm các bạn nhé. Mình sẽ test nối coi như là wifi coi như cho sản phẩm là con gì nhỉ, LG V60 để xem là wifi như nào các bạn nhá. Đấy, mình sẽ kết nối wifi rất là nhanh luôn. Wifi mình đã sửa rồi, nói chung là nhanh hơn hôm trước. Đấy, mình sẽ vào coi như là video 8K, mình sẽ xem coi như là video 8K cho bạn coi như sản phẩm là LG. Đấy, mình sẽ vòng hết màn hình ra nhá. Wait, các bạn nhìn chưa, cái video 8K này quá là nét luôn các bạn nhá, nhìn rất là sướng các bạn. Ôi, con sư tử này, da con sư tử các bạn nhé. Đấy, loa cực kỳ là to luôn. Đấy, hàng siêu thị thanh lý cực kỳ là chất các bạn nhá. Đây thì mình sẽ vào coi như đây, mình sẽ vào coi như là phần là gì nhỉ, nghe nhạc vàng cho bạn nhé. Lỗi lòng người tha hương. Đấy, mình sẽ vào coi như là lỗi lòng người tha hương cho bạn nhá. Mình sẽ nghe nhạc. Ôi, loa to chưa ạ, loa to cực kỳ là sướng các bạn nhé. Con này được cái là loa kép nhá, một loa bên trên này và một loa bên dưới này, nghe rất là sướng luôn. Shopee vào siêu miễn phí và đăng ký tham gia chương trình ngay, nhận phí 250k. Đấy, đấy, các bạn nhìn chưa, loa to cực kỳ sướng các bạn, màn hình cực kỳ đẹp các bạn. Đấy, đấy, các bạn nghe loa to cực kỳ sướng, rất là hay, tuyệt vời các bạn nhé. Đây, tạm thời mình ra đây xong nó dính bản quyền thì chết các bạn nhé. Và sản phẩm coi như là LG V60 ThinQ 5 hỗ trợ 5G này thì là của nhà mình thì là phiên bản coi như là Mỹ, một sim một sóng các bạn nhé. Đấy, bộ này của nhà mình là phiên bản Mỹ này, chip dòng một sim một sóng các bạn nhé. Thì là sản phẩm coi như là LG V60 ThinQ 5G hàng siêu thị thanh lý này. Thì bên em buổi tối ngày hôm nay thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 6.300.000 các bạn nhé. Đấy, buổi tối ngày hôm nay bên mình sẽ bán cho bạn với giá 6.300.000 các bạn nhé. Nói chung là bọn các bạn bỏ đổ tiền ra con này đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Thì là hai con này của nhà mình thì là màn hình sáng keng các bạn nhé. Màn hình, tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đấy, màn hình đều sáng đẹp keng các bạn nhé. Nói chung các bạn mua bọn này thì đáng đồng tiền với gạo luôn. Bỏ ra coi như là với mức giá coi như là hơn 6 triệu đồng. Các bạn mua những con này cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, 6.300.000 sản phẩm coi như là LG V60 5G các bạn nhé, ThinQ 5G đấy ạ. Các bạn mua con LG này về trải nghiệm cực kỳ là ok luôn. Cực kỳ là sướng các bạn nhé. Pin được cái con rồi, dung lượng pin mình thích ở cái con này là pin của nó pin 5000. Các bạn trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, mình vừa nghịch xong mà mình thấy nó chỉ xuống đúng 1% pin thôi. Rất là thích các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm có như là LG V60 ThinQ 5G thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline bên mình và fanpage cho mình. Nếu mà tin nhắn mình Zalo mình không trả lời kịp, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên mình các bạn nhá. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và đây địa chỉ cửa hàng bên mình gần, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Ở xa thì mình có ship cô. Và tất cả sản phẩm bên mình là cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên các bạn cứ yên tâm, coi như là sản phẩm sử dụng sản phẩm có như là LG V60 ThinQ 5G bên mình các bạn nhé. Đấy, đấy, giá cho như thanh lý cho bạn 6.300.000 các bạn nhé. Hàng đẹp len keng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay đấy, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm có như là trên tay mình lên sản phẩm là tiếp tục là chip rồng các bạn nhé. Đấy, à, hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm có như là S10 Plus các bạn nhé. Đấy, S10 Plus chip rồng với các bạn nhé. S10 Plus thì hôm nay nhà mình lại về 3 màu. Một màu này là một màu là màu xanh dương các bạn nhé. Và hai là màu này là màu trắng sữa này. Đấy. Và ba coi như là màu này là màu đen các bạn nhé. Nói chung là bọn này thì nói chung là hàng zin keng, các bạn nhìn biết. Các bạn chỉ lau tay thôi nó sẽ là sạch các bạn nhé. Đấy. S10 Plus hôm nay nhà mình về được hàng này là cực kỳ là chất các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ lau đi cái là sạch các bạn nhé. Mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình chi tiết con sản phẩm là Samsung S10 Plus phiên bản có như là chip rồng này cho các bạn nhé. Đấy, đấy, thông tin điện thoại này, S10 Plus này của nhà mình là phiên bản có như là Mỹ này, phiên bản Mỹ, con này là chạy chip Snapdragon là 855 các bạn nhé.
chip này nó ngang với chip của kiểu LG V50 ấy. Đấy. Nhưng mà sản phẩm cũng như là Samsung thì là màn hình của nó là cong, tràn viền ra bên ngoài, LG V50 thì cũng tràn viền. Nhưng mà camera con này thì là camera của nó là âm màn hình các bạn nhé. Camera của nó là màn hình của Samsung thì nó màn hình lúc nào nó đẹp hơn các bạn nhé. Đấy. Màn hình của nó là Samsung lúc nào nó kiểu là sáng đẹp các bạn nhá. Chip Snap là 855 các bạn nhá. Và con này thì mình sẽ xem cho các bạn coi như là về RAM, về cấu hình như các bạn như nào nhá. RAM con này cũng là RAM của nó là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. RAM 8 nó sẽ là tương đương với như là con RAM 8 của con này nhá. Đấy, RAM 8 của con này. Đấy. RAM 8 bộ nhớ thì như con V60 các bạn nhá. RAM 8 bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Đấy, độ phân giải của nó là QHD 2K cộng các bạn nhá. Và bọn này thì mình sẽ xem cho các bạn có như là chạy Android mấy rồi các bạn nhá. Nói chung là cái bọn này nó sẽ lúc nào được lên Android mới nhất nhá. Android 11 là Android mới nhất các bạn nhá. Và con này thì là dung lượng pin của nó là pin 4100 nhá. Đấy, pin của nó pin 4100 các bạn nhá. Đấy. Ngoại hình bên mình thì là máy còn đẹp zin keng các bạn nhá. Đấy, ngoại hình thì là sản phẩm bên mình S10 Plus bên mình ấy thì là máy đẹp zin keng các bạn nhá. Đấy, ngoại hình là S10 Plus bên mình thì là ngoại hình thì là máy đẹp zin keng. Đấy, màu xanh này cũng rất là đẹp các bạn nhá. Nói chung là tùy các bạn hợp phong thủy màu nào các bạn thể chọn mua màu đấy nhá. Nói chung là màu nào cũng zin keng đẹp hết các bạn nhá. Đấy. Đấy, đủ màu các bạn lựa chọn đi. Đầm hàng này thì các bạn mình đủ nhiều màu các bạn lựa chọn nhé. Đấy, nhưng mình có 3 màu để các bạn lựa chọn các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm có như là S10 Plus bên mình thì là màn hình có như là tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đấy, màn hình đều sáng đẹp keng hết các bạn nhé. Và con này thì mình sẽ test qua về cái phần cấu hình có như là loa hay là gì nhỉ? Loa hay có như là gì nhỉ? Wi-Fi hay là chạy ứng dụng cho bạn nhé. Nói chung là chip Snap, chip rồng thì các bạn chạy game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời luôn, khỏi phải tuyệt vời luôn. Gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và camera con này thì là cũng kiểu là camera kiểu nó to như kiểu này V, camera của nó là camera của nó là như kiểu V60 này. Đấy. Mình sẽ xem có như là cái phần mềm có như là camera con này thì nó sẽ đẹp không các bạn nhé. Đây mình sẽ vào coi như là đây con này nó chỉ là có dòng này nó sẽ là có full này, full màn hình đấy nhá. Đấy, camera của Samsung thì rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, camera Samsung thì rất là đẹp, nó nghiêng về có như là màu thiên về màu đỏ hơn. Đấy, màu đỏ hơn các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây là chế độ video và hình ảnh các bạn nhá. Ảnh thì mình cũng vào có như là full màn hình thôi. Đấy, đấy, nói chung là camera Samsung cũng cực kỳ nét các bạn nhá, nét kinh khủng luôn. Zoom cũng rồi các bạn nhìn không bị vỡ hình hay gì các bạn. Ấy. Cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, có chụp có nhiều toàn màn hình này. Nói chung là cam bọn này quá là đẹp luôn. Nói chung là đồ Samsung thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Và mình sẽ vào coi như là test cái loa coi như là nghe nhạc hay là xem phim. Sản phẩm coi như là S10 Plus phiên bản Mỹ chip rồng này các bạn thì là xem là cái loa của nó thì nghe nhanh nào các bạn nhá. Đây thì mình sẽ vào coi như là lỗi lòng người ta hương cho bạn nhá. Nói chung là chip Snap coi như là chạy là quá nhanh các bạn. Đây, mình sẽ vào coi như là đúng cái bài coi như là của ca sĩ Duy Mạnh xem nghe nhạc cho bạn nhé. Con này không biết vào xong mình cho hết to hết cỡ chưa. Đấy, con này thì là các bạn trải nghiệm. Ui, cái loa to lắm các bạn ạ. Đấy. Đấy, cũng là loa kép các bạn nhé. Đây, một loa bên trên và một loa bên dưới. Đấy. Đấy. Nghe loa cực kỳ sướng nhá. Mình cảm giác thì cái loa Samsung nghe nhạc hay hơn một chút các bạn nhá. Nghe của nó là thanh và trong trẻo hơn một chút. Sản phẩm là LG V có như là nói chung là nghe cái loa âm thanh này là trong hơn con LG V60 các bạn nhá. Đấy. Nói chung là cái loa cái con này thì nó sẽ là trong hơn. Và mình sẽ vào coi như là cái phim 8K cho bạn nhá. Mình sẽ vào coi như là phim 8K đi. Mình sẽ xem coi như là cái màn hình của coi như là cái con gì nhỉ? S10 Plus này các bạn có đáng đồng tiền bát gạo để mua không các bạn nhá. Đấy. Đấy. Ấy. Các bạn nhìn chưa? Màn hình nói chung là nét căng luôn các bạn ạ. Nói chung là cái màn hình 2K các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy, các bạn mua S10 Plus này cũng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy. Cái chip coi như là 855 các bạn chip về gánh game và chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời luôn.
Đấy, các bạn bỏ tiền ra mua những sản phẩm này thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, mình sẽ vào coi như là toàn phim 8K cho bạn nhé. Đấy, bọn này thì là sẽ là hỗ trợ là cổng sạc tai si và rắc tai nghe là 3.5. Các bạn cắm mic ra mic live stream hay là thu âm thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Thì là con này thì cũng thế nhá, LG V60 thì cũng là rắc coi như là 3.5 và coi như là cổng sạc của nó là đây ạ, cổng sạc tai si và rắc tai nghe 3.5 các bạn nhá. Đấy, cực kỳ to. Đấy, toàn màn hình 2K rất là đẹp các bạn ạ. Đây, một con 6.4, một con là 6.8 các bạn nhá. Đấy, con này thì nó là chiều này thì nó bằng, nó chỉ nhỏ hơn một tí và con này là dài hơn một tí các bạn nhá. Các bạn mua những con này tuyệt vời luôn. Và sản phẩm coi như là S10 Plus phiên bản coi như là chip dòng Snap là 855 phiên bản Mỹ này, thì là bên mình máy đẹp zin keng đẹp keng này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 6.200.000. Đấy, S10 Plus các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như là S10 Plus phiên bản Mỹ chạy chip Snap là 855 này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đấy, bên này bọn này của nhà mình tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đấy, tất cả là màn hình đều sáng đẹp keng hết các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại có đây ạ, sim Villa nhá, sim Villa 5G và mạng cả năm. Nói chung là sim Villa này, sim Villa 5G và mạng cả năm này thì các bạn ví dụ mà các bạn mà gì nhờ, các bạn nào mà chỗ nào mà ở vùng cao chẳng hạn mà không có mạng ấy, các bạn có thể là chọn mua sim Villa 5G và mạng cả năm này thoải mái nhá. Sim này thì là bên mình bán cho bạn ra cho bạn coi như là với giá coi như là 300k đấy, nhưng mà chỉ với giá coi như là 300k các bạn một năm không phải phát sinh 1.000 nào nhá. Sim này nói chung là quá nhiều người mua sản phẩm sim bên mình luôn. Nói chung mình bán ra cái sim này nó tầm đôi nghìn chiếc rồi. Nói chung là riêng cái sim Villa này mình phải bán tầm đôi nghìn chiếc rồi các bạn nhé. Đấy, tầm đôi nghìn chiếc thôi. Đấy, chỉ với một năm chỉ với giá coi như là 300.000 cho bạn nhé. Đấy, đôi nghìn chiếc rồi các bạn nhé. Đấy, rất nhiều bạn lựa chọn các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể lên Shopee của mình để đặt hàng các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ để coi như là cái link coi như là Shopee ở dưới mô tả video, các bạn thể lên Shopee mình để đặt hàng các bạn nhé. Đây ạ. Và đây là tiếp theo, đây là sản phẩm coi như là sạc nhanh này, sạc nhanh 25W này, trình hãng của coi như là Samsung này. Sạc nhanh 25W trình hãng của Samsung này thì là sạc siêu nhanh, thì là sạc nhanh cục này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 170k các bạn, 150.000 nhé. Đấy, sạc siêu nhanh trình hãng của Samsung này bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng. Còn bộ sạc coi như là 18W trình hãng của LG này. Đấy, bộ sạc có như là chính hãng 18W của LG này bên mình sẽ bán cho bạn với giá có như 99k các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể lên Shopee mình để đặt hàng nhá. Đây ạ. Tí nữa mình sẽ để có như là cái link Shopee của mình. Mình để cái link Shopee của mình đây ạ. Mình sẽ để cái link như là Shopee của mình. Để cái link Shopee của mình ở dưới cái phần mô tả của video nhá. Đấy, mình sẽ để có như là cái link Shopee của mình này. Đấy, mình sẽ để cái link coi như là Shopee của mình nhá. Đấy, mình sẽ để cái link Shopee của mình, các bạn kích vào cái link Shopee của mình nhá. Đấy, các bạn kích vào mở Shopee. Đấy. Xong lại sẽ ra một cái trang coi như là Shopee của mình. Thì các bạn đây, các bạn có thể là vào chọn mua những sản phẩm coi như đây, mình các bạn kích vào mục sản phẩm nhá. Đấy. Mình ở đây mình đã có coi như là link coi như là bán tất cả như sản phẩm rồi. Nói chung là bạn nào mà thích sản phẩm nào các bạn có thể đặt mua ủng hộ shop phụ kiện bên mình các bạn nhá. Đây là cái shop phụ kiện của mình nhá, các bạn có thể đặt mua. Nhiều khi có một củ sạc thì các bạn nhiều khi các bạn ngại không muốn gọi ấy, thì các bạn có thể lên đây đặt giúp mình nhé. Đấy, lên đây đặt giúp mình nhé các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPad 5 thì hôm qua nhà mình về được là 5 cây, mình đã bán hết rồi, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình chỉ còn một chiếc thôi các bạn nhé. Đấy, iPad 5 thì là iPad 5 này thì là gì nhở, hôm nay thì nhà mình là còn duy nhất một chiếc, thì ngoại hình thì máy còn là 90%. Thì là theo lời khuyên của mình, một người bán điện thoại, một người bán online ấy, thì là gì nhở, với thời điểm hiện tại ấy, thì là cái các cái phần mềm, ví dụ nhà các bạn mà có học online nhiều ấy, nếu ở nhà các bạn có học online nhiều ấy, thì là với ở thời điểm hiện tại ấy, thì là nhiều cái chương trình học online mà đời mới, thì là theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên là đầu tư cho các bạn học sinh này, các bạn học sinh nên đầu tư mình một sản phẩm là từ iPad 5 trở lên các bạn nhé. iPad 5 trở lên để về học Zoom hay là học nhiều chương trình tiếng Anh, Anh ngữ ấy, thì theo lời khuyên của mình thì mình khuyên các bạn nên mua học online, các bạn nên mua từ iPad 5 trở lên các bạn nhé. Thứ nhất là cái iPad 5 của nó là hệ điều hành của nó để hành có như là lúc nào nó cao nhất và mới nhất, thì là gì nhỉ, thì là các bạn hỗ trợ nhiều chương trình học online mới nhất. Còn ví dụ các bạn mà mua những sản phẩm mà iPad 2, 3, 4 thì vẫn dùng được thôi, nhưng mà nó hỗ trợ cực ít cái phần mềm có như là học online cho các bạn,
thì các bạn, lời khuyên của mình thì các bạn nên mua cho mình sản phẩm có như là từ ai, nếu mà học online nhiều ấy, thì là theo lời khuyên của mình các bạn nên mua iPad 5 trở lên các bạn nhá. iPad 5 giúp mình. Đây iPad 5 thì là bên mình của nhà mình là phiên bản là AR1 các bạn nhá. À, bộ điều trong con này là 16GB. Thì con này là của nhà mình là phiên bản là Wi-Fi các bạn nhá. Lô có như là 5G thì 4G thì mình đã bán hết rồi. Thì là màn hình con này của nó là gần 10 inch các bạn nhé. Màn hình của nó là gần 10 inch. Các bạn mua online thì học con này thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, camera của nó là camera trước của nó là góc rộng, cực kỳ là góc rộng nhé. Các bạn mua về học online cực kỳ tuyệt vời. Và cái sản phẩm iPad này thì được cái là cái màn hình của nó là to. Đấy, màn hình to các bạn, màn hình camera cực kỳ nét. Cô giáo nhìn các bạn sẽ rõ hơn các bạn nhé. Và con này thì là gì nhỉ? Hỗ trợ có như là rắc tai nghe, rắc chấm cắm của nó thì là cắm của 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 các bạn nhé. Loa thì lo nghe nhạc kép và có rắc tai nghe là nghe 3.5. Và mình sẽ vào có như là cái sản phẩm có như là iPad 5 này cho bạn có như là nghe nhạc cho bạn xem là như thế nào các bạn nhé. Đấy, iPad 5 thì các bạn mua về học online thì con này đúng đẳng luôn. Đấy, tại sao thì như mình bình thường ngày xưa ấy, thì ngày trước ấy thì mình hay bán coi như là sản phẩm iPad 234 lắm. Nhưng với thời điểm hiện tại thì là cái iOS iPad 234 thì là cái iOS thì nó hơi thấp. Thì các bạn cài nhiều chương trình thì nó là hơi bị kém. Nhưng mà với con iPad 5 này thì là các bạn cài chương trình gì cũng được các bạn nhé. Thì mình không nhập nữa. Thì vì mình không nhập đời cũ nữa, mình chỉ nhập cũng như là iPad từ iPad 5 AR1 trở lên các bạn nhé. Đấy, nói chung là thứ nhất là nhanh. Và thứ hai là cái hỗ trợ cái iOS mới nhất, các bạn cài ứng dụng gì được. Đấy. Đấy, nghe nhạc rất là hay luôn. Các bạn mua về đọc báo, xem phim, nghe nhạc con này cực kỳ tuyệt vời. Và sản phẩm này mình bán cực kỳ là chạy các bạn nhá. Đấy. À, bạn nào thích sản phẩm iPad 5 mua về học online, xem phim, nghe nhạc thì các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm cũng như là LG V60, ThinkQ 5G này, hoặc là S10 Plus này thì các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất. Và xin chúc một xin chào và hẹn lại clip lần sau các bạn nhé. Chúc các bạn coi như là xem video mình một buổi tối ngon, cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại sau nhé.